OK, xin chào quý vị. Và hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Chúng ta chuẩn bị kết thúc năm 2022 rồi, bởi vậy nên mình muốn làm một điều gì đó ý nghĩa. Đó là hôm nay mình sẽ vào bếp trực tiếp nấu ăn để mời các anh em văn phòng trong Sài Gòn như này, bởi vì anh em không hề biết là tôi khả năng nấu ăn. Người mà đồng hành nấu bữa tối cùng với tôi. Giới thiệu mọi người, đây là Di. Hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái món mà anh chuẩn bị sẵn cái menu ở đây. Thì nó là một cái vòng tròn. Thì chúng ta sẽ có tôm hùm này, cua hoàng đế này, bào ngư này, sò lông này, sò huyết này, sò lụa này, và cuối cùng là cháo gà. Thì bây giờ em sẽ xoay một vòng và cái bánh răng này nó dừng ở đâu thì chúng ta sẽ chọn vào đúng cái món ăn đấy Ok, nha. xoay nha. Rồi, chuẩn bị xoay chưa? Từng 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 từng. Ồ, đáng tiếc chưa? Trong khi trong tủ là chuẩn bị sẵn nào là bào ngư rồi tôm hùm, cuối cùng em lại trúng ngay cái món cháo gà, lại là cái món anh không biết nấu. Tất cả những món kia thì mình đều biết. Thế hôm nay May quá, là cái món cháo gà là cái món mà em tâm đắc nhất. em là người thường xuyên nấu cháo gà. Đúng vậy. Ôi, thế thì hôm nay các bạn hãy cùng với tôi và Di vào bếp để xem chúng ta sẽ nấu cháo gà như thế nào các bạn nhé. Đây là con gà mà chúng ta chuẩn bị thịt gà công nghiệp các bạn ạ. Đi rửa nồi nấu cháo cái đã. Đó. Thì bình thường là văn phòng mình thì mình vẫn cứ nấu ăn trưa cho mọi người bằng cái nồi này nha các bạn. Mình là người trực tiếp vào bếp luôn. Này, nhưng mà cái này có dùng cái cọ này được không ấy? Anh có thể dùng nhưng mà không nên dùng quá nhiều, bởi vì trong lòng nồi đã có phủ sẵn một lớp siêu chống dính Isqua Black độc quyền của nhà Cúc Cu luôn. Cho nên là chỉ cần lau dẻ, lau mềm như thế này thì đã sạch rồi. Rồi, ok, nhưng mà anh cảm thấy nó hơi nặng ấy. Nặng là đúng rồi, tại vì nó làm từ gang và hợp kim nhôm và rất là nhiều lớp, cho nên là hả, chống va đập đập thử đi, không bao giờ mất hết. Rất nhiều lớp nhưng ở đây đang thiếu một một lớp. Anh định nói lớp vô chứ gì. Nấu cháo tiếp đi. Lớp dậy nấu ăn này dày, em toàn tưởng tượng là cái gì ấy. Rồi, rửa xong rồi bây giờ làm gì? Vo gạo đúng không? Đúng Đưa vậy. bát gạo đây. Hôm nay thì bọn mình nấu cháo nhưng mà thực chất là nấu gà cháo chứ không phải là cháo gà. Nhưng mà anh biết gì không? Tại vì cái nồi này nó nặng á, cho nên khi vo gạo bình thường á hả, mình có thể làm vậy được. Nhưng mà với cái nồi nặng như thế này thì mình phải đỡ bằng một tay. Đúng rồi, anh đang đỡ bên này mỏi hết cả tay trái này. Đây, nó ghi là để nấu cho món gì này, gạo trắng này, rồi nấu cháo này, các kiểu này, nó ghi này. Đây, nó ghi sẵn cho mình luôn này này. Rồi, ok, chúng ta cho nước vào, cho nước như thế nào đây? Nghĩa là nên cho nhiều nước anh ơi, tại vì hôm nay mình nấu cháo mà. Nhưng mà bình thường á, nấu cơm á thì em cho nhiều nước hay là ít nước gì, miễn trong tầm trên dưới 20% thì cái nồi này nó vẫn nấu ra cơm rất là ngon. Có cái chế độ tự cảm biến nhiệt là nó cho mình biết rằng khi nào mà mình nấu cơm á là giai đoạn ngâm, giai đoạn nấu hay là giai đoạn ủ ấm rồi gì, nó sẽ tự cân bằng được cho mình. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ Đâu? đậy nắp lại. Đậy nắp đúng không? Nấu cháo gà không bỏ gà. Con gà to này có cho vừa cái nồi không? Vừa, tại vì cái nồi này dung tích lên đến 1,8 lít lận. Nó là cái dung tích mà em nghĩ rằng là lớn cũng nhất trong các cái nồi trong tầm giá. Đa phần những cái nồi trong tầm giá em thấy tầm 1 lít thôi. Đó, anh thấy không? Vô tư. Nhưng mà lúc nãy á, khi mà anh bật cái nồi này lên, có thấy cái điều gì không? Nó bị bật cái nắp này này. Đúng Cái rồi. này nếu mà các bạn ấn vào nó sẽ bị bật cái nắp này, hình ra các bạn phải... nhưng mà nồi mà đang nặng nặng thì nó không bị... Còn nếu mà bình thường là nó sẽ bị bật. Đó, thấy Đúng chưa? rồi, nếu mà Ta không phải có giữ cái một nồi tí. này là nó sẽ bị bật ngửa đằng sau Đúng rồi. Rồi, ok. Các bạn phải vặn cái này là khóa an toàn này. Còn đây nha. Thì các bạn thấy là nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn nhưng mà có khá nhiều lựa chọn, như các bạn nấu cơm trắng này, các bạn nấu nhanh này, rồi kể cả là các bạn nấu gạo lứt à, rồi nấu cháo, nấu nhiều mục đích khác nhau, thậm chí là cả cơm sushi các bạn đều sẽ có rất nhiều chế độ trong này nha. Đúng rồi, bởi vì nó chỉ có tiếng Hàn với tiếng Anh thôi, khó cho các bà các mẹ của mình ở nhà, nhưng mà em nghĩ là rất là dễ, tại vì chỉ cần với hai ba nút bấm thôi thì chúng ta đã có thể nấu được cơm trắng và cũng như là tất cả các loại khác Nói chung rồi. chỉ cần dặn lần bấm là được. Với lại cái này có cả chức năng là rửa sạch nồi nữa đúng không? Cái chức năng này em rất là thích luôn nha. Tại vì á, mấy cái nồi mà thường thường em thấy là hả, nó không có cái chế độ này, là mình chỉ có thể chùi được ở bên trong thôi. Nhưng mà cái nồi này á, bấm cái nút này nè, là nó sẽ tự động dùng cái hơi nước của nó mà khử trùng hết từ bên trong ra, trả lại một cái nồi mà không có bị ám mùi cũng như là không có bị dơ Thế do nghĩa là những cái kiểu khi món mà ăn trước. mình hầm cái thứ tinh mà kiểu nó có mùi đúng không thì Đúng dùng cái rồi. đấy nó mới triệt để được. Đúng Sau vậy. khi mà mình chọn chế độ nấu cháo rồi bấm cái nút nấu là được đúng không? Đúng rồi, nút turn bar. Rồi, nhưng mà nó không có thời gian à? Không, không cần, bởi vì như em nói với anh á là nó có cái chế độ tự cảm biến nhiệt, cho nên là nó sẽ tự động nấu được các món ăn mà không cần cài thời gian luôn. Có một cái điều nè, anh thấy cái chữ IH này không? Có.
Anh review công nghệ nhiều, anh có biết chữ IH? Chữ IH này là viết tắt của Intel. IH này có nghĩa là Induction Heating, có nghĩa là công nghệ áp suất cao tầng. Là nó nấu bình thường, mấy cái nồi đồ bình thường á, là nó sẽ làm nóng từ ở bên dưới, cho nên xong cái chuyền lên cái nồi rồi nó mới sôi sôi lên. Nhưng mà với cái công nghệ IH này nó sẽ tự tạo nhiệt từ ở bên trong thức ăn luôn, làm cho nó chín từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Cho nên thức ăn khi mà ra nó rất là thơm ngon và giữ lại đầy đủ các chất dinh dưỡng mà không cần phải... Gì à? Em đúng là một người con gái tuyệt vời, bao nhiêu chàng trai được tìm kiếm. Em vừa giam giang này lại còn hiểu biết về công nghệ nữa. Di hiện tại chưa có người yêu nha các bạn. Mà đặc biệt nữa là Di rất là giàu. One hour later. Rồi như vậy là cái nồi cháo chúng ta là đã được rồi. Đây này các bạn nhìn này, nó hiện ra chữ OK. Chữ OH, chế độ OH. Khi mà nó hiện lên chữ OH này á, là có nghĩa là nó đã chuyển sang cái chế độ mà hâm nóng. Wow, nhìn này, mùi gà thơm dã man luôn, đã thật à, nhìn đẹp quá. Tôi không ngờ là tôi lại có khả năng nấu ăn giỏi như thế này luôn đấy. Tôi thật các bạn là cả đời tôi chưa từng hầm gà bao giờ. Các bạn có muốn biết là nó chín hay chưa? Nhìn này, nhìn cái cánh gà này, này. Ui, thơm quá. Cái này nấu cháo đúng chuẩn bài này. Nó mềm mịn như da em bé luôn các bạn. Nhìn này, chảy nước miếng chưa? Đây, tôi múc cho anh em xem. Cánh gà này, cho đã gì đâu, trời ơi, nó phê các bạn ơi. Xương ra đường xương này, thịt của nó thì ra đường thịt này. Đó, tôi muốn gắp như thế này các bạn nhìn thấy, trời ơi, cái độ mềm của nó này. Trời ơi, clip này mà lên buổi tối thì đúng là giết người. Nhưng chắc chắn là nó lên buổi tối rồi. Gì hôm nay ở lại đây mà ăn đi. Trời ơi, nhìn miếng thịt này à, thịt trắng, đã chưa? Anh có thấy không, cháo nó hòa chung với lại lớp mỡ gà, cũng như là anh múc cái cháo lên cho mọi người coi, cái hạt cháo nó nở bung ra luôn. Là bởi vì cái công nghệ nấu, nó nấu từ bên trong nó chín ra, cho nên là cái hạt cháo nó nở bung ra luôn. Lúc nãy thì khi mà nấu cái van xả áp suất an toàn này nó sẽ xả ra nè. Nhưng mà nó là van xả áp suất an toàn thôi, nhưng mà thật ra nó cũng sẽ không an toàn 100% đâu. Vì nó có cái van kép ở đây là hai luồng nó thoát ra, cho nên là cái nhiệt độ nó được giảm xuống. Và em cảm nhận là cái tiếng của nó thì không có ồn. Anh nhìn tổng thể cái nồi này thì anh đoán nó tầm bao nhiêu ký? 9 cân. Nó chỉ có 7 ký thôi. Bình thường thì em thấy mấy cái nồi mà áp suất cao tầng nó khá là to luôn. Cái nồi này thì nó cũng to, nhưng mà bởi vì nó được bo tròn như vậy nè, với lại cái nó màu đen mà kính là bóng cũng như là viền gold nữa, em cảm thấy là nó nhìn cũng rất là cân đối chứ không có hề cồng kềnh một xíu nào. Ê, để trong bếp này, nhìn cái này giống kiểu là một thanh niên đi phân khối lớn đang đội mũ bảo hiểm ấy, thề luôn. Đây là cái kính chắn gió phía trước này, còn trên này là cái phần của mũ bảo hiểm ấy, trông hiện đại vãi chưởng, trông hài thật. Ngoài ra thì có một thứ em rất thích ở cái nồi này luôn, đó là những cái nồi bình thường á, hồi xưa khi mà em muốn nhấc cái nồi cơm ra thì em phải dùng hai cái đũa, nếu mà lười biếng thì em sẽ nhấc nó ra, còn không thì phải dùng khăn hoặc là dùng cái gì đó, tại vì nóng lắm nhấc nó ra không được. Nhưng mà với cái nồi này thì có hai cái quai ở đây, rất là nhẹ nhàng thôi, mình xách nó lên rồi mình bỏ ra bàn, không cần cồng kềnh, quá là tiện lợi luôn. Nói chung là về cơ bản cái này không phải là một cái nồi cơm điện nấu cơm thông thường. Nó là một cái nồi đa chức năng thì đúng hơn, vừa hầm vừa nấu đủ các món khác nhau. Nhưng mà em nấu cái gì nhỉ? Em nấu cái cơm gì con gái hay ăn giảm cân nhỉ? Em nấu cơm gạo lứt bình thường anh phải ngâm qua một đêm rồi anh mới nấu cơm. Nhưng mà với cái nồi này thì anh chỉ cần bấm vào cái chế độ nấu cơm ga ba và còn cơm gạo lứt thì chỉ cần một cái nút bấm thôi là nó sẽ tự nấu cho anh ra một cái nồi cơm mà vừa ngon vừa bung hạt. Vâng, thưa các bạn, như vậy là qua video này là tôi cùng với Di để cho các bạn thấy khi mà người đàn ông vào bếp thì nó sẽ giam giang nó như thế nào. Và đây là cái món cháo gà mà tôi đã thực hiện được thông qua cái chiếc nồi của Cúc Cu này, chỉ có vài bước rất cơ bản mà thôi. Thì các bạn thấy rằng là đây là một chiếc nồi mà nếu anh em nào mà Tết năm nay mua cho bố mẹ là quá hợp lý. Đoàn Băng Thiên Di mà xem được clip này kiểu gì sẽ mua tặng cho mẹ một cái nồi vừa nấu cơm, nấu đủ các những cái món ăn, nấu cháo, hầm hủng các kiểu là được hết. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Anh em đã từng vào bếp nấu ăn những món gì? Hãy comment xuống bên dưới. Tôi tìm mấy ông xem video này giỏi lắm, là nấu mì tôm, luộc rau là với lại luộc trứng là hết. Hẹn bạn các video lần sau. Same hey, survive, same hey, survive, same hey, survive, same hey, survive.